là một cái tình trạng là bỏng nước, một cái tình trạng là bệnh lý miễn dịch, à, từ đó hình thành một cái loại bỏng nước ở trên da. À, và như vậy thì điều trị cái bệnh này cần phải sử dụng cái một là corticoid ở cái liều ức chế miễn dịch, hoặc là sử dụng những cái thuốc ức chế miễn dịch. Thì thuốc ức chế miễn dịch thì thôi mình sẽ nghe đến nhiều, đó là methotrexate và cyclosporine ha. Như vậy thì đây là một cái bệnh lý bỏng nước miễn dịch, à, và nó có tên là pemphigus luôn ha. Như vậy thì để hình dung ra được cái bệnh này như thế nào thì mình sẽ bắt đầu ở cái đặc trưng của lâm về mặt lâm sàng của nó. Rồi. Đây là một cái bệnh lý tự miễn. Đây là một cái bệnh lý tự miễn đặc trưng bởi sự mất kết dính giữa những cái tế bào thượng bì. Thì các anh chị cứ tưởng tượng đó là, à, những cái tế bào ở cái lớp thượng bì của chúng ta, thì giữa hai tế bào thì nó sẽ có một cái sợi dây nối ha, dính chặt hai tế bào lại với nhau. À, thì cái sợi dây nối đó nó tự làm từ một cái thành phần protein. À, như vậy thì cái thành phần protein ở trong bất kỳ những cái thành phần protein nào trong cơ thể chúng ta, thì một cái rối loạn miễn dịch xảy ra đều có khả năng tạo nên kháng thể chống lại cái thành phần protein đó. Thì như vậy thì trên cơ sở cái bệnh này thì là do một cái rối loạn miễn dịch trong cơ thể nó tạo nên cái kháng thể chống lại cái protein kết nối giữa hai cái tế bào, mà từ đó hai cái tế bào nó không được gắn chặt nữa, nó dễ dàng nó bung ra, nó tạo thành cái bóng nước ha ở dưới da. Đó là cái cơ chế của cái này. Thì như vậy đặc trưng ở trên lâm sàng chúng ta thấy là trên cái làn da của bệnh nhân bị nổi một cái bóng nước ha, và trên cái cận lâm sàng, và cận lâm sàng tiêu chuẩn vàng cho một cái bệnh lý bóng nước chính là cắt cái bóng nước đó sau khi kính hiển vi, mình còn gọi là làm giải phẫu bệnh ha. Thì trên cái hình ảnh giải phẫu bệnh nó sẽ thấy hiện tượng tiêu gai. À, như vậy thì chờ chút xíu chúng ta sẽ nói về cái hiện tượng tiêu gai. Đây, đây là cái hình ảnh bóng nước đặc trưng ở trên lâm sàng, có nghĩa là trên một cái làn da bình thường tự nhiên nó nhanh chóng nó xuất hiện lên một cái bóng nước, mà cái bóng nước này trùng ha. Như vậy thì tại sao cái bóng nước này trùng? Bởi vì, à, cái bóng nước này nó nằm trong cái thượng bì của chúng ta, do nó cái nóc bóng nước nó rất là mỏng manh. Như vậy thì chính vì nó mỏng quá mà theo trọng lực á, cái dịch ở trong bóng nước nó sẽ kéo cái bóng nước này xuống, nó tạo nên cái hình ảnh bóng nước trùng ha. Như vậy thì nếu mà nó nằm sâu hơn chút xíu, bóng nước nó dày hơn, thì như vậy thì nó sẽ có một cái độ căng. Mà như vậy thì một chút xíu trong cái chẩn đoán phân biệt chúng ta sẽ thấy được những cái tình trạng da có bóng nước nhưng mà bóng nước nó căng, nó trong hơn ha. Rồi. Ở đây là một cái miễn dịch huỳnh quang ở trong cái thượng bì. Như vậy thì các anh chị tưởng tượng ha, đây là cái thượng bì chúng ta, và những cái lỗ màu đen nó thực chất là những cái tế bào. Như vậy thì cái nhuộm miễn dịch huỳnh quang có nghĩa là chúng ta cho những cái chất màu huỳnh quang ha, nó gắn kết với những cái kháng thể, và ở đâu có kháng thể chống lại protein thì ở đó xem dưới kính hiển vi thì chúng ta sẽ thấy có cái màu huỳnh quang này được ha. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là những cái kháng thể nó sẽ len lỏi khắp giữa những cái tế bào da thượng bì ha, đâm ra nó tạo nên một cái hình mạng lưới ha. Yeah. Phân loại thì theo các anh chị học thì nó sẽ có hai cái phân loại, một là pemphigus sâu và thường gặp nhất là pemphigus thông thường ha, à, còn ít gặp hơn là pemphigus sùi. À, về cái loại thứ hai là pemphigus nông ha, và thường gặp nhất là pemphigus lá. Thì cái pemphigus lá này nó sẽ dễ diễn tiến đến một cái đỏ da, do nó cái pemphigus lá này người ta còn gọi là một cái pemphigus đỏ da ha. Và một cái dạng ít gặp hơn trong cái thể pemphigus nông đó chính là pemphigus bã. Rồi, trong hai cái hình ảnh mô học ở đây chúng ta thấy cái hình ảnh mô học ha. Như vậy thì trong hai cái hình ảnh mô học, đầu tiên chúng ta thấy được cái hình ảnh màu hồng ở phía bên tay trái của anh chị ha. Thì cái hình ảnh màu hồng này nó mô tả cho cái hình ảnh của pemphigus nông ha. Các anh chị thấy là có nghĩa là, à, đây là cái lớp, rồi đây là cái lớp trung bì nè, đây là cái lớp trung bì rồi, à,
dọc theo như vậy thì ở phía trên lớp trung bì bắt đầu chúng ta sẽ thấy được một cái hàng lớp tế bào đáy ha, và đi lên trên sẽ là từ từ là lớp đáy, lớp gai, lớp hạt, lớp sừng. Như vậy thì một cái bóng nước nó hình thành ở đây, có nghĩa là cái bóng nước nó hình thành ở cái phần nông của cái thượng bì. À, nó sẽ nằm ở giữa lớp gai hoặc là hạt ha, hoặc là lớp hạt và lớp sừng, vân vân. Như vậy đấy là một cái bóng nước nông ở trong bentosis nông. Rồi đến cái hình ảnh thứ hai thì chúng ta sẽ thấy cái đây là cái nhú bì này, cái gì cái này là cái nhú bì nè. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái hàng lớp tế bào đáy. Như thầy dạy theo cái mô học mà chúng ta học á, lớp tế bào đáy của cái thượng bì là lớp tế bào còn khả năng tăng sinh và việt hóa. Vì những cái tế bào nào có khả năng tăng sinh và việt hóa thì nó sẽ có hình trụ. Vậy thì lớp tế bào này chúng ta sẽ thấy là những cái lớp tế bào này có hình trụ. Và như vậy thì trong thượng bì chúng ta chỉ có một cái lớp tế bào đáy thôi ha. Thì một cái lớp tế bào đáy đó phía trên là bắt đầu nó đáy, xong một lớp tế bào lớp gai, tế bào lớp hạt, tế bào lớp sừng. Đó. Như vậy thì một cái bóng nước trong bề bên kia rất sâu, nó sẽ là sự phân tách giữa cái lớp tế bào đáy và tất cả những cái lớp tế bào ở trên thượng bì. Như vậy thì thật ra trong bempigus này, cái bóng nước này nó nằm trong thượng bì hết, chỉ có nông là nó sẽ nằm ở những cái phần trên của thượng bì thôi. Còn một cái sâu hay còn gọi là bempigus thông thường á, bempigus sâu để điển hình cái bempigus thông thường mà chúng ta học á, là một cái bóng nước nó phân tách giữa cái lớp tế bào đáy và tất cả những cái lớp tế bào trên của thượng bì ha. Nói tới đây mình hiểu chưa? Nói tới đây mình sẽ hiểu sơ sơ ha. Rồi. Ok. Rồi. Về cái bệnh này á, thì cái bệnh lý này thì cái tỷ lệ nam nữ nó gần bằng nhau. Và cái lứa tuổi khởi phát đặc trưng cho cái bệnh này là từ 50 đến 60 tuổi. Thì mỗi cái bệnh lý miễn dịch đó, thì đôi khi nó có một cái lứa tuổi để mà chúng ta hướng tới, mà cái dịch tễ học nó cũng góp phần vào cái chẩn đoán bệnh ở trên lâm sàng ha. Thì cái bệnh này nó chủ yếu rơi vào cái nhóm người từ 50 đến 60 tuổi. Và chủng chủng tộc thì thật ra trong những cái bệnh lý miễn dịch dị ứng, các anh chị để ý kỹ đi, thì cái chủng tộc cái người Do Thái và cái người có nguồn gốc từ Địa Trung Hải thì cái chủng tộc này lúc này nó cũng có cái tỷ lệ nó cao nhất. Bởi vì sao? Bởi vì hình như là có một cái bài phân tích đó là tại vì cái chủng tộc này nó có một cái men, một cái gen ha. Chính cái gen này mà nó nhạy cảm với những cái rối loạn miễn dịch ha. Rồi trong cái hình này ha, thực ra là mình muốn các anh chị nắm đó là có một cái điều là các anh chị tưởng tượng thì đây là hai cái tế bào của thượng bì ha. Intercellular space có nghĩa là cái khoảng gian bào ha. Như vậy thì hai tế bào này nó sẽ được nối bởi cái cầu nối màu hồng ha, và cái cầu nối là một cái cầu nối protein có cái tên đó là desmolein. Được chưa? Hai cái tế bào nó sẽ được nối bởi cái cầu nối màu hồng, và cái cầu nối này có cái tên là desmolein. Như vậy thì trong cái bệnh này nó sẽ tạo thì cơ thể chúng ta sẽ tạo nên kháng thể kháng lại cái desmolein, có nghĩa là nó sẽ làm đứt gãy cái cầu nối này. Chính vì vậy hai cái tế bào nó không có liên kết được với nhau, nó sẽ bị bung ra, nó tạo thành cái hình một bóng nước ở trên giải phẫu bệnh, ở trên lâm sàng mà chúng ta có thể thấy được. Rồi nói về kháng thể thì chúng ta thấy là tất cả đa số những cái kháng thể của những cái bệnh lý miễn dịch thì nó là một cái kháng thể IgG. Thì trong cơ thể chúng ta nó có nhiều cái loại kháng thể khác nhau. Như các anh chị học sinh lý bệnh miễn dịch đúng không, thì chúng ta sẽ có IgM nè, IgG nè, IgE nè, IgA, IgD. Thì trong cái bệnh lý này thì chúng ta nhớ là cái kháng thể gây nên cái phản ứng miễn dịch trong cơ thể đó chính là cái kháng thể IgG. IgG là một cái kháng thể bền vững đó anh chị. Đó là một cái kháng thể mà chúng ta mong muốn được tạo ra khi mà chúng ta tiêm vaccine chẳng hạn như vậy ha. Khi mà chúng ta bị nhiễm trùng hoặc là khi chúng ta đưa một cái dị nguyên tiêm chẳng hạn như VT vaccine từ bên ngoài cơ thể vào á, thì cái kháng thể đầu tiên mà nó đáp ứng với cái cơ thể chúng ta, cơ thể chúng ta sẽ đầu tiên tạo nên cái kháng thể đáp ứng, nó là kháng thể IgM. IgM là một cái kháng thể đáp ứng ngay ban đầu, và cái kháng thể này nó sẽ không có bền vững
Về lâu về dài, cơ thể chúng ta sẽ đáp ứng miễn dịch bằng cách là tạo nên một cái kháng thể bền vững hơn. Và kháng thể này nó sẽ xếp vào nhóm kháng thể IgG. Thì trong những cái bệnh lý miễn dịch cũng vậy, kháng thể thường là kháng thể IgG. Rồi, thì chúng ta đi vào cái pemphigus thông thường. Thì cái pemphigus thông thường, đây là cái loại pemphigus mà thường gặp nhất ở tất cả những cái bệnh nhân bị pemphigus. Thì trong cái thể này á, thì gần như tất cả bệnh nhân pemphigus đều có tổn thương ở niêm mạc. À, một chút xíu chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh tổn thương ở niêm mạc, và chúng ta cần phải phân biệt được một cái vết lở ở niêm mạc nó sẽ khác biệt với một cái abscess ở niêm mạc ha, để mà chúng ta có được những cái gợi ý sau này khi mà khám bệnh nhân ha. Và một cái sang thương niêm mạc có thể có trước cái sang thương da nhiều tuần hay nhiều tháng, và trung bình là 5 tháng ha. Và niêm mạc miệng là cái nơi mà bị tổn thương mà dễ thấy và gặp nhiều nhất, chiếm đến 50-70% so với các niêm mạc khác. Rồi, ở đây là cái hình ảnh của tổn thương niêm mạc miệng. Thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái vết trợ đáy màu đỏ ha, tương đối sạch. Nó sẽ phân biệt với một cái abscess ở trên miệng. Abscess là một cái vết trợ với cái đáy màu vàng ha, nó khác biệt nhau. Như vậy thì ngoài cái tổn thương ở cái vòm họng, thì đôi khi bệnh nhân có thể là bị tổn thương ở lưỡi, có thể bị tổn thương ở niêm môi, ở môi, ở cái vùng bán niêm ha, có thể bị tổn thương ở lú, tất cả những cái vị trí niêm mạc có thể bị tổn thương hết. Rồi. Thì cái đặc trưng về da, thì đây là một cái đặc trưng về da. Đặc trưng về da thì cái bệnh này nó biểu hiện bởi một cái đặc trưng là bóng nước trùng chứa dịch trong. Thì cái từ từ thì cái này nó chuyển sang thành dịch đục, hoặc là đôi khi bội nhiễm thì thành dịch mủ. Thì cái bóng nước này nó sẽ nhanh chóng vỡ ra, bởi vì cái nắp bóng nước nó rất là nông. Thì khi là bóng nước này nó vỡ ra thì nó sẽ để lại một cái vết trợ. Thì như vậy thì chúng ta thấy nó là một cái vết trợ ở trong bóng nước, là một cái vết trợ có khuynh hướng lan rộng. Có nghĩa là khi mà cái bóng nước của anh chị nó chỉ có khoảng là 2 đến 3 cm thôi, thì đôi khi nó để lại cái vết trợ lên đến khoảng 5 cm. Thậm chí là trong pemphigus có nhiều người nó trợt rộng ra đến 10 hay 20 cm, trợt rất là rộng. Và tất cả các vùng da trên cơ thể, đặc biệt là những cái vùng tì đè đó, chính cái vùng tì đè thì nó hay cọ xát, và cọ xát thì nó làm trợt da dễ hơn. Như vậy thì tất cả các những cái vùng tì đè nó có thể tạo nên cái hình ảnh bóng nước pemphigus. Tuy nhiên thì ở trong cái bệnh này thì đặc trưng đó là bóng nước nó sẽ không không xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lòng bàn chân. Và dấu hiệu Nikolsky dương tính thì trong cái da liễu thì mỗi bệnh lý nó sẽ có một cái dấu hiệu đặc trưng. Đôi khi có những cái bệnh lý miễn dịch nó có dấu hiệu đặc trưng, thì cái bệnh lý này cũng vậy. Thì đầu tiên thì cái dấu hiệu thì chúng ta sẽ đi vào cái hình ảnh. Nên chúng ta sẽ thấy đây là cái thương tổn là bóng nước và thương tổn vết trợt ở trong bệnh pemphigus ha. Vết trợt này thì các anh chị để ý kỹ đi, cái rìa của vết trợt đó, nó có vảy, nó có một cái mảng da. Như vậy thì khi mà nhìn vào cái thương tổn trợt mà nó có cái mảng da như vậy, thì đây là một cái khuynh, chúng ta có thể kết luận được đây là một cái vết trợt nó có khuynh hướng lan rộng. Rồi, Nikolsky là một cái nghiệm pháp sẽ kéo da ở trên lâm sàng. Thì cái nghiệm pháp này đặc trưng cho cái hiện tượng ly gai và sự thay đổi toàn vẹn của thượng bì. À, cái như vậy thì cái nghiệm pháp này nó sẽ dương tính trong bệnh pemphigus, bởi vì có hiện tượng ly gai, có nghĩa là hiện tượng mất đi những cái mối nối giữa những cái tế bào thượng bì ấy, cái gì hội chứng bong vẩy da và tụ cầu ha, dị ứng thuốc, thì dị ứng ở cái dạng là hoại tử da nhiễm độc ha. Thì cái dấu hiệu này nó sẽ người ta làm với hai kiểu, là trực tiếp và gián tiếp ha. Mình sẽ qua cái hình ảnh để mình nói dễ hình dung hơn. Đây là cái dấu hiệu gián tiếp hay còn gọi là Nikolsky bờ, có nghĩa là người ta lấy cái ngón tay người ta miết nhẹ ở cái vùng rìa của cái bóng nước. À, như vậy thì trên cơ thể một cái bóng nước nào nó có ly gai này, cái vùng rìa thế nào cũng có ly gai thôi ha. Như vậy thì cái bệnh thì người ta sử dụng cái ngón tay người ta miết cái vùng rìa của bóng nước,
nếu mà nó trượt thì cái dấu hiệu này dương tính. Tuy nhiên ở cạnh bên một cái thương tổn như vậy thì chắc chắn nó sẽ dễ dàng nó dương tính, và đôi khi trong những cái bệnh lý thông thường đôi khi nó cũng trượt theo. Như vậy thì cái dấu hiệu này nó sẽ có độ nhạy nó cao đó, độ nhạy cao có nghĩa là dấu hiệu này dương tính nó dễ dàng đó, nhưng mà độ đặc hiệu thấp có nghĩa là khi mà làm cái dấu hiệu mà mờ như vậy, nếu mà nó có dương tính đi thì đôi khi chúng ta không thể nào kết luận 100% là bệnh nhân này bị pemphigus được ha. Còn đây là một cái dấu hiệu Nikolsky trực tiếp, có nghĩa là trên một cái vùng da lành các anh chị, người ta lấy tay người ta miết miết cái da của bệnh nhân thì một chút xíu, miết khoảng là khoảng 10 lần đến 15 lần thì thực ra trên cái làn da bình thường của mình miết hồi nó cũng không có chợt da đâu. Nhưng mà trên một cái vùng vùng da bình thường của một cái người pemphigus thì nó đã có mầm móng cái sợi li gai rồi, thì người ta miết nhiều lần khoảng 10 lần 15 lần thì một chút xíu thì tự nhiên cái da nó cũng sẽ trợt đi, thì cái dấu hiệu này là một cái dấu hiệu Nikolsky trực tiếp ha. Vì cái dấu hiệu này á, thì đôi khi cái độ nhạy nó thấp có nghĩa là nhầm người á, thì nó sẽ trợt, nhầm người không trợt. Tuy nhiên cái độ đặc hiệu có cao có nghĩa là khi mà cái dấu hiệu dương tính này thì có cái độ đặc hiệu nó có thể lên đến 98% là chúng ta có thể kết luận bệnh nhân này có hiện tượng li gai và nghi ngờ bệnh nhân bị pemphigus. Như vậy thì cái cơ năng của bệnh này là một cái triệu chứng đau rát ha, chủ yếu là do cái hiện tượng là cái bóng nước nó vỡ ra nó để lại vết trợ. Như vậy thì bệnh nhân sẽ có cảm giác đau rát, và càng nhiều bóng nước xuất hiện như vậy đó thì khi mà nó vỡ ra thì bệnh nhân sẽ bị rỉ dịch nè, mất nước và điện giải. Như vậy cái tình trạng cơ thể bệnh nhân nó suy sụp nhanh và có khả năng bị nhiễm trùng thông qua những cái vết trợt đó. Rồi chúng ta đi đến một cái dạng khác là pemphigus sùi. Thì cái pemphigus sùi này á, trên cái cơ sở đó là một cái vết trợt ở một cái vùng nếp, vùng bẹn, vùng nếp gấp nè, vùng da đầu, vùng mặt, hoặc là vùng bẹn, vùng nách nè, thì đó là những cái vùng mà nó có độ ẩm cao. Như vậy thì một cái vùng mà nó có độ ẩm cao thì khi cái vết trợt trong cái tiến trình lành thương thì nó có thể khả năng là kích thích cái mô hẹp nó phát triển mạnh mẽ. Như vậy thì cái sùi mà chúng ta đang thấy ở trên lâm sàng đây chính là cái sùi của do cái sự tăng sinh mô hẹp mạnh mẽ ha. Nó khác với những cái sùi ở trong những cái bệnh lý bụng cấp. Một bệnh lý bụng cấp thì chúng ta cũng thấy là ở da mình nhưng có một cái nốt sùi đó, cái sùi đó là do tăng sinh cái lớp sừng thôi. Rồi, chúng ta đi qua cái dạng pemphigus nông thì cái dạng này ít gặp hơn ha. Nó nông, tuy nhiên cái bóng nước nó hình thành ở cái lớp nông hơn ha. Mình còn gọi là pemphigus lá, hay một số người còn gọi là pemphigus đỏ da, bởi vì cái khả năng tiến triển đến đỏ da toàn thân của nó nhanh ha. Và bẻ hoặc là pemphigus bẻ thì cái bệnh này bị bởi vì cái bóng nước nhỏ và trùng nhanh chóng tróc vảy và cũng nhanh chóng lan rộng thành cái đỏ da toàn thân ha. Đỏ da toàn thân là một cái hội chứng của những cái người mà có những cái bị bệnh mà có khả năng là bong tróc á, bệnh da có khả năng bong vảy, tróc vảy hoặc là để lại vết trợt á, mà vết trợt lan rộng. Thì cái đỏ da toàn thân được đánh giá là khi mà cái hiện tượng đỏ da mà nó lan ra lên đến 90% diện tích cơ thể thì khi đó có đỏ da toàn thân nha. Thì pemphigus lá hay còn gọi là pemphigus đỏ da toàn thân bởi vì cái khả năng diễn tiến thành đỏ da toàn thân nó nhanh và nó gặp nhiều hơn cái dạng pemphigus khác. Ở đây mình thấy cái hình ảnh ha. À, có thể là khởi đầu bệnh nhân có những cái vết trợt ở lưng. Tuy nhiên những cái vết trợt này sẽ nhanh chóng nó lan rộng, nó nối kết với nhau, ha. Nó tạo thành một cái những cái mảng trợt lớn và đôi khi nó khắp thân mình hết, nó tạo thành một cái đỏ da toàn thân. Cái hình C là một cái hình biểu thị cho cái đỏ da toàn thân ở trong cái bệnh lý pemphigus. Rồi. Cận lâm sàng thì người ta sẽ làm những cái cận lâm sàng chính. Cận lâm sàng chính thứ nhất đó là cái tế bào học, trước đây thì người ta thường hay làm nhưng hiện tại người ta ít làm ha. Cái thứ hai là mô bệnh học ha. Và cái mô bệnh học mà chuẩn nhất có nghĩa là người ta sẽ lựa những cái bóng nước mới, người ta sẽ cắt trọn cái bóng nước đó rồi sau đó người ta nhuộm, người ta soi với kính hiển vi, có nghĩa là chúng ta làm giải phẫu bệnh đó, thì người ta sẽ thấy được cái bóng nước này nó sẽ nằm ở cái vị trí nào của da,
có thể là bởi trung bì hay thượng bì, thì một cái bóng nước nằm trong thượng bì chính là cái bóng nước trong mạch Mantecast nha. Miễn dịch huỳnh quang trực tiếp, có nghĩa là mình người ta sẽ nhuộm huỳnh quang ngay trên cái mẫu thử của giải phẫu bệnh để coi cái sự phân bố của kháng thể nó nằm ở đâu trong da. Còn miễn dịch huỳnh quang gián tiếp là người ta sẽ khảo sát coi trong máu của chúng ta nó có những cái kháng thể chống lại những cái protein desmolin nó có lưu hành ở trong máu hay không. Ha. Đầu tiên thì chúng ta đi vào cái tế bào học, giống như là đối với cái phương pháp tế bào học là người ta sẽ lấy curette, người ta cạo sàn bóng nước để người ta lấy tế bào sàn, rồi sau đó người ta xem những kính hiển vi thì người ta sẽ thấy được đó là những cái tế bào có nhân to ha, mắt màu sậm ha. Thì đây những cái tế bào này người ta do cái ông răng ông tìm ra ở trong cái bệnh này, do đó người ta đặt tên là cái tế bào học vết, tế bào học của răng. Hiện tại thì ở Việt Nam ít làm ha. Cái quan trọng cái thường làm nhất đó là cái mô bệnh học, nó mang tính chất là cái độ đặc hiệu nó cao hơn và từ đó thì cho được cái kết quả chính xác hơn ha. Như vậy thì cái tế bào học có nghĩa là người ta lấy cắt trọn cái bóng nước, người ta quan sát với kính hiển vi, người ta sẽ thấy được cái sự hình thành của bóng nước nó nằm ở cái lớp nào của da, trung bì thượng bì, rồi trong thượng bì người ta lại coi được quan sát được cái nó nằm lớp nông của thượng bì hay nó nằm lớp sâu của thượng bì nữa. Đó. Miễn dịch huỳnh quang ha, miễn dịch huỳnh quang thì đây là cái hệ hình ảnh đặc trưng miễn dịch huỳnh quang của cái Bentica, có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được một cái hình ảnh huỳnh quang dạng mạng lưới ở thượng bì ha. Có nghĩa là cái lưới đó là từng cái đường bắc vào huỳnh quang đó, nó biểu thị cho cái sự phân bố của kháng thể len lỏi giữa những cái tế bào thượng bì hết rồi. À. Còn miễn dịch huỳnh quang gián tiếp thì thường là các anh chị sẽ nghe đến cái phương pháp ELISA, có nghĩa là người ta sẽ định lượng được cái nồng độ kháng thể ở trong máu nó có tăng lên hay không. Rồi đối với cái bệnh này thì đây là một cái bệnh lý ha, có diễn tiến mãn tính và nói chung là điều trị lâu dài lắm. Thường nó là phải trên 10 năm bệnh nhân mới có thể là cắt đứt cái cơn bệnh, có thể là sau 10 năm thì bệnh nhân mới ổn định dần dần lại ha. Thì cái tỷ lệ tử vong của bệnh này nó cũng có đó, bởi vì cái khả năng nhiễm trùng và cái khả năng trượt da ha, bệnh tái phát cao và tỷ lệ lưu bệnh hoàn toàn thấp. Pemphigus cận tăng sinh là một cái bệnh lý hình thành bóng nước ở trong thượng bì và giống pemphigus, tuy nhiên nó sẽ liên quan tới một cái khối u ác tính nằm ở trong cơ thể. Như vậy thì vừa có một cái bệnh lý bóng nước ở ngoài cơ thể nó tạo cái đường vô cho cái nhiễm khuẩn, mà vừa có một cái bệnh lý ác tính ở trong cơ thể. Như vậy thì cái pemphigus cận tăng sinh là một cái dạng có tiên lượng xấu và đa số tử vong trong vòng 2 năm. Vậy thì tóm lại chẩn đoán bệnh này dựa vào lâm sàng, chúng ta sẽ thấy được một là cái vết trợn ở niêm mạc, hai là một cái bóng nước trùng ở trên nền da bình thường hoặc là đôi khi có hồng ban xung quanh, ba là cái cảm giác đau rát. Về mô học, người ta sẽ lấy chọn cái bóng nước, người ta coi dưới kính hiển vi, người ta để người ta chẩn đoán coi ở cái bóng nước này xuất hiện ở tại cái lớp nào ở trong cái mô học của da. À, và từ đó người ta cũng có thể góp phần chẩn đoán xác định ha. Và miễn dịch thì người ta định lượng cái nồng độ hoặc là người ta xem có cái sự phân bố của kháng thể ở trong da hoặc là định lượng cái nồng độ kháng thể ở trong máu và nó có tăng lên hay không. Đó là ba cái yếu tố giúp chẩn đoán chính xác cái bệnh này. Rồi một cái chẩn đoán khác ha, ở trên cái làn da này chúng ta cũng thấy là trong cái làn da mình có những cái mụn nước bóng nước, những cái mụn nước này bóng nước này nó sẽ căng ha, căng chứa dịch trong và nó có cái hồng ban xung quanh ha. Như vậy thì ngoài ra thì chúng ta còn có thể thấy là cái bóng nước này khi mà chúng ta cắt làm giải phẫu bệnh với kính hiển vi thì các anh chị thấy được cái gì ạ? Ha. Toàn bộ cái lớp trên nó bị bong đi tới cái lớp thượng bì và toàn bộ cái lớp dưới nó bị tách ra xuống dưới nó là cái lớp trung bì. Như vậy thì cái bệnh lý bóng nước này còn gọi là bệnh Bentigoi, là cái sự phân tách và tạo bóng nước giữa cái lớp thượng bì và cái lớp trung bì ha. Mà cái miễn dịch huỳnh quang thì cho chúng ta thấy được một cái hình dung dễ hơn, có nghĩa là chúng ta thấy nguyên một cái đường mắt sáng, có nghĩa là
có sự phân bố kháng thể dọc theo cái đường nối giữa cái thượng bì và cái trung bì của da. À, như vậy thì nửa cái bóng nước nó phân tách là tại cái vị trí như cái đường nối đó đó ha. Rồi một cái bệnh lý khác, à bệnh này còn gọi là bệnh Döring hay tiếng Việt người ta có dịch đến là bệnh viêm da dạng hẹp S. Thì cái bệnh này cũng trên cơ sở là một cái rối loạn miễn dịch thôi, nó xuất hiện những cái mụn nước bóng nước nó nằm gần san sát nhau, cái phân bố thì nó giống như cái phân bố trong cái bệnh lý hẹp S đó. Do đó người ta giờ là phân là người ta gọi là viêm da dạng hẹp S chứ không phải là bệnh hẹp S đó. Không phải do nhiễm virus đâu. Ở đây chúng ta sẽ thấy đó là ở đây là cái phần nhú bì đó vậy. À, thì ở đây cái mô học cho chúng ta thấy là có cái sự phân tách và tạo bóng nước tại những cái vị trí là cái vị trí ở nhú bì thôi, còn những cái vị trí khác nó không có nha. Như vậy thì qua cái màn ảnh miễn dịch mình quen chúng cũng thấy ở đây là cái nhú bì đó. Thì các anh chị thấy là cái sự phân bố của cái kháng thể nó sẽ nằm tập trung tại những cái nhú bì, do đó cái nhú bì nó sậm màu hơn. À, và những cái vùng rìa ở ngoài nhú bì thì bắt đầu cái kháng thể nó nhạt dần nhạt dần nhạt dần. À, cuối cùng thì đối với cái phần điều trị của cái bệnh thường hoặc là pemphigus nói chung đó, thì cái điều trị chủ yếu là ức chế miễn dịch, bởi vì đây là một cái bệnh lý không phải do nhiễm khuẩn. Ha, chủ yếu là do những cái rối loạn miễn dịch ở trong cơ thể nó tạo ra kháng thể chống lại những cái protein đặc hiệu. Như vậy thì bệnh lý do miễn dịch thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thuốc ở cái liều ức chế miễn dịch, và điển hình ở đây là prednisolone với cái liều là 1 mg trên ký một ngày. Ha, đó là ức chế miễn dịch và một số các liều. Còn đối với nhiều khi chúng ta đi lâm sàng, chúng ta đi tai mũi họng, chúng ta thấy bác sĩ thường hay sử dụng prednisolone ở cái liều 20 mg một ngày, hoặc là methylprednisolone liều 16 mg một ngày. Đó là cái liều kháng viêm chứ không phải liều ức chế miễn dịch. Ha, liều miễn dịch là nó lên đến 1 mg trên ký một ngày. Ha, là khi một khi chúng ta sử dụng đến liều ức chế miễn dịch thì không thể nào mà chúng ta cắt ngang cái corticoid được, mà chúng ta phải giảm liều dần dần. Ha, đến khi mà bệnh nhân giảm được tới một cái liều nào đó mà bệnh nhân không còn tái phát được, ha, càng thấp càng tốt. Và một số loại thuốc ức chế miễn dịch khác thì chúng ta có thể thấy đó là phổ biến mà chúng ta thường gặp, đó là có hai loại, đó là methotrexate và cyclosporine ha. À, như vậy cuối cùng pemphigus là một cái bệnh da bóng nước tự miễn nặng. À, nó có khả năng gây tử vong bởi vì những cái biến chứng mà thường gặp của nó là biến chứng mất nước và điện giải nè, biến chứng mất protein nè, biến chứng nhiễm khuẩn nè. À, như vậy thì chúng ta học bài này để chúng ta có thể nhận dạng được bệnh lý, một cái bệnh lý miễn dịch bóng nước nó nghiêm trọng, và từ đó chúng ta có những cái liệu pháp điều trị tích cực cho bệnh nhân ha. Rồi, như vậy là hết bài các anh chị ha. Rồi, như vậy thì đối với cái bài này chúng ta có gì thắc mắc không ạ? Thầy ơi, cho em hỏi là cái bệnh này, cái tỷ lệ mình gặp tới trên lâm sàng nó có nhiều không thầy? À, nó rất thấp, nó rất thấp bạn ha. Và thực ra là mỗi năm ở trong bệnh viện da liễu thì cái bệnh này thật ra là cái số thống kê đó lại thì nhiều khi nó chỉ có khoảng là 5-6 bệnh. À, và đôi khi có những năm người ta không có bệnh bởi vì người ta không có nhập nội trú, và khi người ta ổn định cái liều cơ bản rồi đó, liều kháng viêm cơ bản rồi đó, thì đôi khi người ta điều trị ngoại trú luôn. Cho nên cái bệnh này thì thật ra nó thấp, nhưng mà so với những cái bệnh miễn dịch thì nó lại cao, cho nên mình mới học đó, đó. Nhưng mà thật ra nhiều khi đi lâm sàng có 2 tuần là ít gặp lắm bạn. Dạ, thầy ơi, cho em hỏi cái nữa là giống như là trong lịch sử là từ hồi xưa tới giờ đó, là cái bệnh này là có những một số cái bệnh nhân nào, có những cái trường hợp nào mà nó đưa đến cái tử vong không thầy? Tử vong thì có ghi nhận đó bạn. Tuy nhiên cái thật ra là đối với chuyên ngành da liễu ha, ở góc độ điều trị da liễu ha, hiện tại những cái bệnh viện da liễu thì chỉ đủ cái cơ sở để điều trị những cái rối loạn, chẳng hạn như rối loạn về về nước, về điện giải, còn những cái rối loạn nhẹ nhẹ ở mức độ nhẹ nhẹ thôi. Do đó chúng tôi thấy chưa chưa có ghi nhận ca tử vong tại bệnh viện da liễu. Nhưng mà khi mà một số ca mà nặng tại những cái bệnh viện chúng tôi ha,
mà nặng có nghĩa là bệnh vitiligo nó diễn tính đỏ da toàn thân, nó trợt, nó lở toàn thân, nó rỉ dịch và bệnh nhân vô những cái nhiễm khuẩn nặng đó. Thì những cái trường hợp đó chúng tôi đã có chuyển lên Chợ Rẫy và đã có từng có ghi nhận những cái trường hợp mà nó tử vong đó bạn. Dạ, à, thầy ơi, vậy là một cái bệnh này giống như là một cái bệnh mãn tính đúng không Bệnh này thường nó là những cái rối loạn miễn dịch trong cơ thể, một khi nó đã rối loạn và nó tạo kháng thể rồi á, và thậm chí nó tạo đến cái kháng thể IgG rồi đó, thì đây là một cái bệnh mãn tính và khó mà có thể là lui hết hoàn toàn được, mà đôi khi chúng ta chỉ điều trị ở mức độ là ngăn chặn nó tái phát, kiểm soát cái lui bệnh nó kéo dài, kiểm soát cái giai đoạn lui bệnh nó kéo dài. Dạ, em cảm ơn thầy.